Thưa chị và các bạn, những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản biển đang có dấu hiệu suy giảm nhanh chóng, nhất là khu vực ven bờ. Sự suy giảm nguồn lợi thủy sản đã có những tác động không nhỏ đến kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, cũng như nguồn sinh sống của người dân ven biển. Là một trong những cửa biển khai thác trọng điểm của tỉnh trong những năm qua, nghề khai thác đánh bắt thủy sản của xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình đã có bước phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con ngư dân. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà dẫn đến hậu quả nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt. Nhiều loài có giá trị kinh tế quý hiếm ở vùng ven bờ đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Theo đánh giá của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bạc Liêu, hiện nay nguồn lợi thủy sản khu vực gần bờ trên vùng biển của tỉnh đang giảm dần cả về trữ lượng, sản lượng và kích thước cá đánh bắt được. Mặc dù tổng sản lượng khai thác thủy sản năm sau vẫn cao hơn năm trước, nhưng chất lượng thì không tăng. Những loài cá có giá trị kinh tế cao không còn nhiều như trước. Tỷ lệ cá tạp trong một mẻ lưới tăng tới 70%. Nếu như trước đây, một số loài hải sản có giá trị cao vẫn đánh bắt được ở vùng bờ, thì nay đã trở nên khan hiếm như cá trích, tôm hùm, bào ngư, điệp, mực. Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm nguồn lợi là do cùng với việc khai thác quá mức là sự suy thoái nghiêm trọng của các hệ sinh thái gần bờ. Là các cái nghề như mà hủy diệt môi trường, như tôi thấy như cái nghề lộp, mà nếu mà Kiên Giang nó về là rất là đông, nói chung là hàng năm luôn, chứ từ đầu năm đến cuối năm chứ không có nói là nghỉ tháng nào, nhưng mà chỉ là nó nghỉ được một tháng là nước đổ mạnh quá là nó không nổi thôi, thì nó núp vô bờ nó vẫn làm nữa, chứ nó không có nghỉ ngày nào tháng nào hết. Theo tôi biết là như vậy, là mình thấy đau lòng lắm. Quất một cần xé cái gúng vậy là con chút là thấy là nó quỷ diệt rồi đó. Rồi ghẹ, rồi mực, thấy là mình thấy thực tế. Đó là rõ ràng. Thì chúng em thường xuyên bắt gặp là những vấn đề chỗ là ra địa phương khác, như chẳng hạn như là lộp, cào, vâng, là đánh bắt vùng bờ là rất là nhiều. Nói chung là hầu như chiếm hoàn toàn cho khu vực Bạc Liêu này hết. Tại vì nó hoạt động là ngâm cả ngày, cả đêm, cả tháng như vậy, không bao giờ kéo lên mà đem ra vô bờ. Chỉ bỏ ở đây rồi ghe khác chuyển cá nó vô bờ rồi xong quay ra vẫn là đồ ở đây nó nằm tại nước nữa. Chúng tôi có mặt tại xóm Quế, nơi sinh sống của bà con ngư dân ở xã Vĩnh Thịnh. Khi con tàu của anh Nguyễn Văn Linh đang chuẩn bị cho một chuyến đi biển mới sau nhiều ngày neo đậu. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, anh không quên kiểm tra máy và các thiết bị an toàn trên tàu trước khi ra khơi. So sánh với những mùa biển trước, anh Linh cho biết sản lượng đánh bắt rất phập phù, bữa được bữa đói. Nhìn chung mấy năm gần đây, cá ít hơn nhiều so với trước. Và bài toán mưu sinh bằng nghề biển vẫn có những lý do theo anh đành phải chấp nhận. Cũng như trước khi mình đi thì mình nói chung dầu, nước đá, rồi muối, bọng, thức, lương thực, đồ đầy đủ cũng nằm tầm cỡ mười mấy triệu. Thì mình đi một chuyến nằm tầm cỡ 10-12 ngày thì về. Nếu mình đi mà được á, thì mình chi trừ cái chi phí đó ra thì cũng còn chia công các xong mình cũng kiếm được 20-30 triệu. Cũng có, rồi nhiều khi 5-7 triệu cũng có, nhiều khi mười mấy 20 triệu cũng có, nó bất chừng. Nhiều khi cũng phải phạm pháp. Nhưng mà theo mình nghĩ là cái lưới mình cái mắt nó to, nó không đánh đổi để mà mình giết cái nguồn lợi thủy sản được. Cho nên mình cũng gắn bóng mót cái kiếm từ chi phí để mà về. Chỉ thôi chứ không có phải là biết là phạm pháp nhưng phải làm. Có một thực tế với áp lực của cuộc sống hiện nay, để khai thác được nhiều loài thủy sản, với phương châm đánh bắt được càng nhiều càng tốt, phục vụ nhu cầu mưu sinh, thì ngư dân sẵn sàng vi phạm pháp luật, làm các nghề cấm để đạt được mục đích khai thác. Trong một chuyến đi thực tế cùng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở cửa biển Cái Cùng, chúng tôi đã ghi nhận không ít trường hợp vi phạm trong việc đánh bắt thủy sản. Trong đó nhiều nhất vẫn là tình trạng khai thác trong vùng cấm. Khi hỏi một số ngư dân rằng họ có biết việc làm của họ đang vi phạm vào quy định công tác bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản không, thì hầu hết các ngư dân đều thừa nhận việc làm của mình là không đúng. Có người nói họ cũng đã từng bị các lực lượng chức năng nhắc nhở và phạt tiền, nhưng tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo hàng ngày nên họ biết sai vẫn cứ làm. Cũng biết là mình phạm, là mình đi sai cái tiếng là mình phạm, nhưng mà vẫn làm, cái đó là cái mưu sinh của bà con thì cũng phải biết luật nhưng phải bị phạm luật. Chẳng lẽ nào bây giờ ôm chi phí mà vô nhà ôm lỗ? Đó thì không có tiền chứ công cho bạn bắt buộc phải vô đánh bắt gần bờ thôi. Nhưng mà đánh bắt gần bờ là biết đã sai luật. Nhưng mà sai luật thì phải chịu sai chứ làm sao? Tại vì cái vùng mà tụi em đang đánh bắt thì người ta đã bắt hết rồi. Thì không còn chỗ để cho em hoạt động, nó bắt buộc tụi em phải lắng vô bờ. Thì đó là em sai luật, nhiều khi cũng bị phạt.
Bạc Liêu có 56 km đường bờ biển và hệ thống sông ngòi dày đặc. Ngành thủy sản chiếm vai trò quan trọng với nền kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, một điều đáng quan tâm hiện nay là nguồn lợi thủy sản ở tỉnh đang trên đà suy giảm. Việc khai thác quá trữ lượng cho phép, sử dụng những phương thức khai thác tận diệt là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên. Công tác tuyên truyền được xác định cần phải thực hiện thường xuyên và sâu rộng hơn nữa. Bởi đây cũng là nhu cầu thực tế xuất phát từ những chủ phương tiện đánh bắt cá. Bản thân họ đều mong muốn được tiếp cận nhiều hơn nữa về những quy định pháp luật mới. Cái tuyến làm thì mình biết, ví dụ cái tuyến lồng, tuyến khơi, ví dụ cái ghe mình là nó cái tùy theo cái máy, là cái mã lực cái mình cao thì mình phải đi làm khơi, cái mã lực mình yếu thì mình làm cạn, đó thì theo. Còn sau này là cái đổi mới của chương trình này là từ 15 thước trở lên là phải đăng cái hộp đen. Mà trong hộp đen đó là chắc có lẽ là phải đi làm khơi. Cũng mong muốn cái cập nhật của thông tin như cái nghề nghiệp của mình, như là cái lưới mình hàng ngày làm sao, ví dụ chẳng hạn cái mùa cá làm sao, cái đó mình cũng muốn cái cập nhật đó chứ, để có khi mình phải tránh đấy. Cái đó là cái nguồn lời của tất cả mọi người mà. Nên cũng mình cũng muốn là cập nhật cái đó. Cả bà con ngư dân mình cũng muốn là mong muốn cái tuyên truyền là để biết cái cập nhật cái những cái điều gì đó để cho bà con mình biết là hay hơn. Cho bây giờ nói ra là trong cái nghị định mới này thì nhưng có người biết, có người sẽ có chưa biết. Ghe của tôi là 14 mét đó, thì nhà nước cho quýnh thì cỡ 12 hải lý trong bờ ra, mình đi làm khu vực đó. Cái đó quy định thì nói vậy chứ bữa giờ họp thì cũng nói mình cho mình làm vậy thôi, chứ còn cũng chưa biết dành gì vấn đề đó cho mấy. Tuy nhiên, có những quy định đối với lĩnh vực khai thác thủy sản trong thực tế vẫn chưa phù hợp. Ngư dân mong muốn được xem xét để tạo điều kiện tốt nhất để được hành nghề một cách hợp pháp. Bắt cập nhất là cái lưới tôi là lưới trôi, lưới rê trôi. Nhưng mà theo quy định thì bây giờ làm ở tiếng nào, làm theo cái tỉnh đó thì tôi thấy rất bắt cập ở chỗ là cái tiếng lưới nó đang trôi. Nó đang trôi theo đó, ví dụ như ở địa phận Cà Mau mà tôi ở Bạc Liêu. Khi lưới nó chưa thu hồi xong, tôi địa phận Cà Mau. Mà đã nói là quy định được đánh bắt trên vùng biển Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc, bây giờ là đã quy định tiếng nào làm thì tỉnh nào làm thì tỉnh đó cũng rất là khó khăn. Tại cái thả, mắc lưới của tôi thả là trong vùng Bạc Liêu, khi mà thu hồi chưa hết nó qua cái Cà Mau. Mà anh điều tra, để xử phạt cái không đúng tiếng thì cái đó là rất là bất cập, rất bức xúc. Chi cục thủy sản cũng đã phối hợp với các địa phương, cũng tổ chức nhiều cái lớp tuyên truyền để bà con nắm về cái quy định mới trong khai thác thủy sản trên biển. Đặc biệt là các cái cửa biển thì cũng có tuyên truyền về cái nội dung về là khai thác đánh bắt, rồi dùng khai thác, tiếng khai thác, rồi loại tàu nào được khai thác ở vùng nào, rồi đó. Trong khi đó thì về quy định về tàu bè phải trang bị thiết bị an toàn trước khi ra biển để đảm bảo cho bà con hoạt động trên biển. Thì cụ thể này thì theo luật thủy sản 2017 quy định vùng biển Việt Nam được chia thành là 3 vùng, vùng bờ, vùng lộng và vùng khơi. Thì vùng bờ đó thì được giới hạn bởi mép nước dọc theo bờ biển với cái tiếng bờ là cái điểm gấp khúc nối liền từ 1 đến 18. Còn cái vùng lộng thì quy định giới hạn bởi cái tiếng bờ và tiếng lộng. Tiếng lộng là cái đường gấp khúc đó là giữa nối liền cái điểm từ 17 đến 18. Còn vùng khơi là cái vùng mà giới hạn bởi cái tiếng lộng và cái ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển Việt Nam. Đó là quy định là cái vùng biển Việt Nam là được chia thành 3 vùng. Còn quy định về đối với tàu để khai thác trên các vùng biển thì quy định là đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản thì tàu có chiều dài dưới 12 mét thì được phép hoạt động ở vùng biển là ven bờ, không được khai thác ở vùng biển vùng lộng và vùng khơi. Còn đối với tàu mà có chiều dài từ 12 đến dưới 15 mét thì được phép hoạt động ở vùng lộng, không được phép khai thác ở vùng bờ và vùng khơi. Riêng đối với tàu là 15 mét, có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên thì được phép khai thác ở vùng khơi, không được khai thác ở vùng bờ và vùng lộng. Ở đây là riêng đối với tàu và khai thác vùng biển ven bờ đó, là quy định là tàu của tỉnh nào thì được phép khai thác vùng bờ của tỉnh đó, trừ trường hợp hai tỉnh giáp canh thỏa thuận với nhau mới được khai thác cái vùng bờ là đối với vùng ven bờ.
Còn đối với tàu mà dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển thì quy định là tàu có chiều dài dưới 12 mét thì chỉ hoạt động vùng bờ, không được hoạt động ở vùng lộng và vùng khơi. Còn đối với tàu mà dịch vụ mà có chiều dài từ 12 đến 15 mét thì được phép ở vùng lộng, hoạt động ở vùng lộng và vùng bờ, không được phép hoạt động ở vùng khơi. Còn riêng đối với tàu dịch vụ mà có chiều dài từ 15 mét trở lên thì được phép hoạt động ở 3 vùng, vùng lộng, vùng bờ và vùng khơi. Đó là quy định về đối với tàu hoạt động trên các vùng biển. Mặt khác, việc đảm bảo thực hiện đúng những nguyên tắc về an toàn đối với các phương tiện đánh bắt cá vẫn luôn quan trọng. Ngư dân cần phải tuân thủ nghiêm những quy định như sau. Còn để đảm bảo an toàn cho tàu hoạt động trên biển trong mùa mưa bão, thì quy định về trang bị an toàn đối với tàu hoạt động ở vùng ven bờ, tức là tàu có chiều dài dưới 12 mét, thì quy định phải có trang bị cứu sinh, thì phao cứu sinh, gồm có phao tròn và phao áo. Thì phao tròn thì mỗi tàu phải có hai cái phao là treo bên hai bên mạn tàu. Còn đối với phao cứu sinh thì mỗi người đi trên tàu phải có mỗi người có một cái phao và dự phòng 10% trên đó. Đó. Rồi trang bị thứ hai nữa là mỗi tàu phải trang bị về thông tin liên lạc, cũng quy định là máy thu phát hai chiều VHF là 15W trở lên một cái, rồi hoặc là máy chuyên dụng về thông tin là dự báo thiên tai hoặc là radio trực canh, đó là trên tàu phải bắt buộc phải có cái một cái. Còn trang bị về hàng hải thì phải có định vị, cũng có la bàn từ, rồi la bàn lái, la bàn chuẩn, đó. rồi dụng cụ đo sâu như xào, rồi dây, rồi mỗi thứ là một cái. Còn quy định về đèn, rồi quy định về đèn mạng, đèn xanh và đèn đỏ. Đèn đỏ thì treo ở bên trái, còn đèn xanh thì treo bên phải. Đứng về phía đuôi tàu, nhìn về phía trước. Ngoài ra còn có cái đèn quy định là đèn hành trình, đèn cột, đèn trắng thì phải có bắt buộc. Rồi đèn hiệu đánh cá, gồm có đèn xanh, đèn đỏ, đèn trắng. Còn vật hiệu đánh cá cũng như là quy định về cái hình nón màu đen. Rồi tiếp theo là quy định về phòng cháy chữa cháy, cũng như là chăn này quy định phải có là một cái 1m2 chiều dài 2m, rồi xô sách nước khoảng 5 lít, có dây thì một cái. Còn trang bị về chống đắm, chống chìm thì phải có niêm gỗ từ 5 đến 10 chiếc, rồi giẻ lao phải từ 2 kg trở lên, rồi giải bạc. Đó. Rồi quy định nữa là quy định về y tế, trên tàu phải trang bị một cái túi là thuốc y tế. Thì đó là một số quy định trang bị an toàn đối với tàu mà hoạt động ven bờ trong mùa mưa bão này, đối với tàu phải bắt buộc phải có trang bị những cái trang bị an toàn đó. Để hoạt động khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững, thực sự là một thế mạnh trong phát triển kinh tế của tỉnh, các ngành chức năng cần có những định hướng và giải pháp cụ thể. Trong đó quan trọng nhất là phải có cơ chế chính sách về vốn nhằm hỗ trợ ngư dân đầu tư nâng cao công suất tàu, giảm dần tàu có công suất nhỏ. Hỗ trợ về lãi suất vốn vay ngân hàng, đóng mới, cải quán tàu đánh bắt xa bờ và hỗ trợ trong việc ứng dụng công nghệ mới vào khai thác, chuyển đổi nghề cho ngư dân. Đồng thời phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thủy sản, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến các tầng lớp nhân dân. Với tiềm năng lợi thế sẵn có cùng với kinh nghiệm sản xuất được tích lũy bao đời nay và định hướng phát triển đúng đắn, hy vọng tình trạng suy giảm tài nguyên biển sẽ từng bước được khắc phục.